Ai đâu ngồi đây? Chuẩn đấy nhá, không cần hát. Có bốn muộn đấy. Đánh được hai trận rồi. Một đều con thua Kiên Tài trận đầu, bố trả cái ghế cổ vũ này cả. Bố cổ vũ thì con ăn rồi. Bố đúng muộn quá. Rồi. Đây là trận thứ nhớ rồi. Một rưỡi nữa.